Gần một chục năm rồi mới gặp lại. iPhone 6 new 100% chưa kích hoạt, có cả kích hoạt online rồi. Thì em cũng muốn tìm cái dạng hàng mà new siêu full box như vậy cho anh em, để cho anh em sưu tầm đúng không? Rồi muốn cái máy nè, cái hộp nè, đó siêu màn, siêu máy xin hết. Có cả tai nghe nè, đó dắt chuyển nè, nó sạc cáp chân ba chấu nhìn dữ dội lắm. Thì cái dạng hàng này em tìm không có. Nó có giá trị sưu tầm nhưng mà tìm số lượng thì không có. Em chỉ tìm được dạng hàng mã N, new 100% chưa kích hoạt, là máy chảo hành của Apple á. Đó, và nó có kích hoạt online. Nè, tìm về vậy không có. New 100%, đây. Quay chân sạc cho anh em coi đó, nhìn đã không? Mấy new nhìn nó khác. Rồi, ok, vậy lết thì tìm cũng có nha, nói trước nha. Đây, iPhone 6, em mở sẵn vài cây cho anh em coi nè. Đây nè, màu trắng nè, màu đen nè, nó màu vàng. Thì em lấy cây màu trắng nè, em cho anh em coi nha. Thì cái máy này máy new 100%. Đây, tất cả chân sạc, đó. Jack 3.5 lỗ ốc gì đó, đó nó new 100% hết. Thì hồi trước cái mã này nè cầm để kỷ niệm lắm. Cái thời mà từ iPhone 5, 5S, iPhone 6 là bắt đầu bên em đã bắt đầu mở ra bên trong kiểm tra là có zin dựng hay không mà dán tem trong nha. Cái thời mà chưa có ROM app á nha. Cái thời chưa ROM app mà kê mỏ vô múc thổi phù phù đâu. Đây, đã mở ra bên trong với bên trong mà vậy mừng quá, nhiều hệ thống đã bắt chước bên em để kiểm tra kiểm soát cái chất lượng đầu vào. Nhưng còn một số hệ thống vẫn chỉ đang cam kết zin on thôi, chứ không cam kết zin nguyên bản, thay vỏ rồi hay là thay màn rồi vẫn tính là zin. Rồi, đây nè, hồi trước coi nè, đây em chỉ cho em cái dù iPhone 6 đúng không, màn zin em coi cái siêu mạng nằm ở đây nè. Nè đó, siêu mạng nằm ở đây, một hai nữa coi góc màn nó có cái siêu đen đen ở đây nè, anh em làm kỹ thuật hồi xưa rồi nhớ đúng không, đó coi cái siêu ở đây rồi. Pin đó, men đó, siêu siêu men, giấy quỳ rồi, trái táo, ok, đây siêu pin. Siêu pin zin nó phải mỏng lét, màu trắng sữa vậy nha. Bây giờ là màu trắng trắng trong như cắm gạo vậy đó. Đó, cổ cáp pin, tất cả pin, ok. Chân sạc á thì coi nè, đó, coi sắt cắm nè, 3.5 nè, đó, coi chân sạc. Đó, hồi trước thì coi vậy. Men á thì coi bên hông men. Ví dụ anh em nghiêng bên hông đây nè, anh em sẽ thấy đó những cái mối hàn. Những mối hàn, đó những mối hàn. Nhưng mà những mối hàn á hồi trước với những người nào mà thợ hồi trước mà bung men ra sửa thì sẽ chấm lại những cái đốm màu vàng 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 như nhựa thông vậy đó nha. Và kê mũi rồi đó, em còn có chờ em kê mũi cho em hửi nữa, cái mùi khác nữa là thấy rồi. Nhưng mà cái đó là thị giác thôi, phải test bằng khứu giác nữa nha, hít 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 nha, coi có mùi không nữa nha. Dưới đây nè, em thấy hồi trước là sửa, là sửa toàn PayPal nè, lỗi sống sửa dưới đây. Còn đây sửa A, sửa nguồn, đó là sửa trên đây. Còn ở đây là sửa ổ cứng nè, nhìn ở dưới là ổ sim mà sửa ổ cứng. iPhone 6, trên dòng iPhone 6, 6 Plus đó, thì nó bị cái lỗi là 6 Plus thì nó bị cái lỗi là bị cảm ứng. Là do thiết kế phần cứng của Apple nha, 6 Plus thì rất hay bị lỗi cảm ứng. Với lại bị cái lỗi mà hồi đó mà gọi là drama của Apple luôn, là lỗi bị cong. Nó bị cong chỗ này nè, bị cong đúng chỗ này nè. Hai cái này là tạo thành một cái hộc lớn. Anh em hình dung không, cái vỏ đang đều dày thì khoét hai cái lỗ nút. Thì xảy ra là cái chỗ này rất là yếu. Vật lý nha, theo vật lý này nó là cái drama của Apple. Nè, đó nó rất là yếu, nó chưa có gia cố gì nhiều chỗ này hết. Lên 6S là cái vỏ nhôm 7000 series bắt đầu nó khác, nó gia cố đắp thép vô làm thấy ghê lắm đó. Sườn này đó, nó siết vô siết ốc. Những cây này new 100% chưa được đi, và có những cây đặt đi rồi nè. Email anh em cứ test đi, cây này chưa kích nè. Thì em mới nói rồi, 16GB em nhập là 1.3 triệu, nhưng mà em trả giá ở đầu hàng xuống 1.2 triệu. Em trả giá được 100.000 thì em nói. À, về tới tay, shipper tới tay và công kỹ thuật nè, đang test nè, kỹ thuật ngồi em test, test bung ra từng cây cho em dán tem trong, em đánh giá chất lượng, em bán cho anh em á, thì tầm khoảng 30.000 tới 50.000, là 1.250.000, em cộng 100.000 tiền lãi em bán. Không, đối với em là nhiều lắm, anh em nói, 100.000 cho mình nhập cái máy, 1.000.000 rồi bán lãi có 100.000, thua người ta kinh doanh lẩu hay là kinh doanh bánh mì nữa. Đối với em là 10 cây em có 1 triệu bạc, ngày em bán 10 cây có 1 triệu, ngon quá rồi. Nói thật, 10 cây đớp được 1 triệu rồi, anh em muốn gì nữa. Bao test cho anh em là 30 ngày nha, lỗi em bắt 100% tiền. Và sau này anh em muốn lên đời bên em á, anh em đưa lại em bán hộ, em đưa cho anh em đủ tiền. iPhone 6 rất là mượt. Em nói rồi, anh em cứ thử tải Facebook, mấy cái Facebook, Zalo hay YouTube. Đó, anh em cứ tải về, anh em cứ ngồi anh em vuốt vuốt thử đi, anh em xài đi. Em nói top top nó còn mượt nữa, huống gì mấy cái khác. Rồi, thế nha.